Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là ngày thứ tư 28 tháng 7 năm 2021. Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi mục bình luận. Chúng tôi chọn cái chủ đề là vụ bạo loạn 6 tháng riêng là căn bệnh ung thư của nền dân chủ Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, chúng ta cũng biết là từ ngày hôm qua thì Ủy ban điều tra cái vụ bạo loạn 6 tháng riêng năm 2021 đã chính thức mời một số những nhân chứng ra để điều trần trước cái ủy ban của Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Ủy ban này gồm tổng cộng là 9 người, trong đó 7 người là của Dân Chủ và 2 người của Cộng Hòa. Cái lý do khiến có sự chênh lệch như vậy, bởi vì khi mà đưa lên Thượng viện để biểu quyết, cần có một ủy ban điều tra vụ 6 tháng riêng đó, thì các vị nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã bác bỏ cái ý kiến đó, cho nên phía bên Dân Chủ không đủ túc số để thành lập một ủy ban lưỡng đảng, tức là vượt ra ngoài vấn đề đảng phái Cộng hòa Dân Chủ, để có một cuộc điều tra có tính cách độc lập tìm sự thật về cái vụ bạo loạn 6 tháng riêng. Đó là lý do tại sao mà bà Nancy Pelosi của Đảng Dân Chủ, Chủ tịch Hạ viện, đã tiến hành cái việc thành lập một ủy ban 6 tháng riêng. Thì phía bên Cộng hòa cũng đề cử 5 người, nhưng mà sau đó có 2 người thì bị phía bên bà Nancy Pelosi không đồng ý, bởi vì cả 2 vị dân biểu đó đã từng bỏ phiếu cho rằng cái cuộc bầu cử ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020 đó là một cuộc bầu cử gian lận. Vì quan điểm đó cho nên bà Nancy Pelosi đã không đồng ý 2 vị dân biểu Cộng hòa. Thành ra ủy ban 6 tháng riêng chỉ có 7 người Dân Chủ và 2 vị Cộng hòa. Hai vị Cộng hòa đó là nữ dân biểu Liz Cheney và ông dân biểu Adam Kinzinger. Trong cuộc điều trần ngày hôm qua, ngay khi mở đầu thì bà dân biểu Liz Cheney nói một câu như thế này. Bà bảo là nếu những người chịu trách nhiệm không chịu trách nhiệm đó, thì cái hành vi đó sẽ vẫn là một căn bệnh ung thư đối với nền Cộng hòa lập hiến của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cuộc điều trần ngày hôm qua và ngày hôm nay sẽ còn tiếp tục kéo dài, bởi vì Ủy ban 6 tháng riêng sẽ còn mời rất nhiều nhân chứng ra và thậm chí có thể mời cả những viên chức cao cấp nhất của Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump chẳng hạn, hay là con cái ông Trump và những nhân viên cao cấp của Tòa Bạch Ốc mà đã từng giữ nhiệm vụ điều hành nước Mỹ trong cái thời gian mà ông Donald Trump làm Tổng thống. Trong một bình luận ngày hôm nay, chúng tôi chỉ tóm tắt một số những cái lời phát biểu quan trọng của những nhân chứng đã được mời ra điều trần ngày hôm qua. Thứ nhất là lời nói của ông cảnh sát mà phụ trách bảo vệ an ninh của trụ sở Thượng viện ở thủ đô Washington. Đó là Trung sĩ Aquilino Gonell. Ngày hôm qua chúng ta xem truyền hình thì sẽ thấy là ông Gonell, ông đã khóc nhiều lần. Ông gạt nước mắt, tránh để cái sự xúc động mình nó thể hiện một cách quá đáng. Ông nói như thế này. Ông bảo một cách thành thật ấy, thì ông không còn nhận ra được những công dân Mỹ của ông khi những người đó tấn công tòa nhà Quốc hội. Và ông cũng không nhận ra được cái nước Mỹ mà những người tấn công đó tự nhận họ là những người đại diện cho cái nước Mỹ đó. Thưa quý vị, ông Aquilino Gonell là một người sinh ra tại Cộng hòa Dominican. Và ngay từ bé, ông đã xem nước Mỹ là một quốc gia lý tưởng. Và ông hoàn toàn mang một giấc mộng Mỹ, tức là American Dream. Ông thỏa mãn giấc mộng đó khi mà ông được vào nước Mỹ từ lúc còn bé. Ông đã ghi danh đi quân đội và ông đã chiến đấu 545 ngày tại mặt trận Iraq. Ngày hôm qua trong cuộc điều trần, ông nói như thế này. Ông bảo cái ngày mùng 6 Tây Thánh Giêng khi mà ông được điều động đến để mà bảo vệ tòa nhà Quốc hội đó, ông chưa bao giờ sợ như thế. Và ông bảo là ông sợ còn hơn là toàn thể cái thời gian mà ông đã phục vụ quân đội Mỹ khi mà tác chiến tại chiến trường Iraq. Ông Gonell, ông đã bị những cái người tấn công tòa nhà Quốc hội quy cho ông cái tội phản quốc. Họ còn quy cho ông cái tội là vì đồng lương mà ông đã phản bội hiến pháp của nước Mỹ. Ông đã nghe bằng tai của ông
những lời đe dọa họ muốn giết ông. Và không những thế, mà họ còn nói với nhau, ông nghe được trong ngày 6 tháng Giêng, là họ đòi giết bà dân biểu Nancy Pelosi và đòi treo cổ Phó Tổng thống Mike Pence. Chúng ta đều biết là trong cái ngày bạo loạn 6 tháng Giêng, ngay trước tiền đình của trụ sở Quốc hội, đã có những kẻ nào đó không biết treo một cái giá, dàn giá, biểu tượng cho cái thời mà miền Tây nước Mỹ xử phạt người ta bằng cách là dùng sợi dây thừng treo cổ lên đó. Thì cái giá treo hôm đó cũng có một sợi dây thừng. Và cũng có một vài người Việt Nam mang lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, đó cái biểu tượng cao quý của những người đấu tranh về dân chủ tự do của dân tộc Việt Nam. Những kẻ đó cũng đã cầm cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái đám đông bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Và có người đã leo lên cái dàn giá mà có cái sợi dây thòng lòng treo cổ đó. Thì thưa quý vị, trong những người bạo loạn mà xông vào tòa nhà Quốc hội, họ đã đi tìm bà Nancy Pelosi, họ đã đi tìm ông Mike Pence, và họ bảo là hang them, tức là treo cổ những người đó lên. Trung sĩ Gonell mô tả cái cảnh tượng cái ngày 6 tháng Giêng là một bãi chiến trường của thời Trung Cổ, tức là rất là tàn bạo. Khi mà người ta nói tới cái giai đoạn chiến tranh thời Trung Cổ là dùng gươm đao chém giết lẫn nhau, chặt đầu chặt cổ vân vân, thì ông nói rằng ông cái tâm trạng của ông ngày hôm đó, đó là ông trở về nhà và ông đã phải đẩy bà vợ mình ra xa vì ông lo sợ rằng cái lượng hóa chất mà những người tấn công tòa nhà Quốc hội đã xịt vào người ông đó, ngấm vào quần áo của ông, có thể là lan qua phía bà vợ ông. Ông đã khóc khi ông nói điều đó. Cái người cựu chiến binh Mỹ mà từng chiến đấu tại chiến trường Iraq này đã tiếp tục chỉ trích, và ông nói rằng những đảng viên Cộng Hòa đã phớt lờ hoặc là muốn hủy hoại sự thật về cái ngày mà cái quân gọi là nổi loạn tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ. Thưa quý vị, về phía những người Cộng Hòa thì quả tình đã có rất nhiều người muốn tẩy xóa đi những cái điều gì xảy ra ngày 6 tháng Giêng. Và thậm chí họ còn phủ nhận cái vụ nổi loạn đó. Và họ phủ nhận luôn những cái ngôn ngữ của ông Donald Trump buổi sáng ngày 6 tháng Giêng là những ngôn ngữ có tính cách kích động. Bởi vì ông Donald Trump đã nói rằng những cái người mà ủng hộ ông Trump ngày hôm đó phải hành xử một cách mạnh mẽ thì mới có thể lấy lại được đất nước. Cái điều đó có nghĩa là những cái người mà ủng hộ ông Trump theo cái lời nhận định của đài National Public Radio đó, thì những cái lời đó của ông Donald Trump rõ ràng là đã có tính cách khích động những cái người ủng hộ ông là phải dùng sức mạnh để lật ngược kết quả của bầu cử cái đêm 6 tháng Giêng. Chúng ta biết hôm đó là các vị nghị sĩ và dân biểu chỉ có một nhiệm vụ là gọi là chính thức chấp thuận cái kết quả mà đã được các bồi thẩm đoàn các tiểu bang trình cho Quốc hội Liên bang. Mà các bồi thẩm đoàn đã nói rõ cái ứng cử viên đắc cử trong ngày 3 tháng 11 năm 2020 là ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump thất cử. Ngày hôm qua, bà Lee Cheney có nêu lên một câu hỏi đối với ông Trung sĩ Gonell. Bà nói rằng khi mà cái đám đông xông vào tòa nhà Quốc hội như vậy, thì đêm hôm đó ông Donald Trump đã dùng cái ngôn ngữ bảo là loving crowd, là những cái người, một cái đám đông đáng yêu. Và cái đám đông đó, hugging and kissing the police and the guards. Chúng tôi tạm dịch là cái đám đông mà đang gọi là dùng cây, dùng những cái ống xịt tấn công cảnh sát để mà tấn công tòa nhà Quốc hội đó. Thì ông Trump nói rằng cái đám đông đó đang ôm này, đang hôn những người cảnh sát này, hôn những người bảo vệ an ninh cho tòa nhà. Thì khi mà bà Lee Cheney hỏi ông Gonell là ông nghĩ gì về cái lời phát biểu đó của ông Donald Trump, ông Gonell nói như thế này. Tôi tức là ông Gonell đó, tôi vẫn còn đang hồi phục sau những cái ôm và những cái nụ hôn đó. Ông tức giận, ông nói như vậy, mà nói một cách mỉa mai. Bởi vì chúng ta biết là ông Gonell, sau khi mà xảy ra cái vụ 6 tháng Giêng xong, ông đã bị thương tích rất là nặng vì những cái vụ tấn công và đánh đập của những người ủng hộ ông Trump.
Thì thưa quý vị, một cảnh sát viên khác cũng có nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà Quốc hội cái ngày hôm 6 tháng Giêng. Đó là cảnh sát viên Harry Dunn. Ông là một người Mỹ gốc Phi Châu. Ông đã mô tả trong suốt cuộc đời mấy chục năm trời làm việc cho ngành cảnh sát tại thủ đô Washington DC. Chưa một lần nào mà có một người nào mắng vào mặt ông là một tay Negro. Chúng ta biết đó là một cái chữ mà ngày xưa thôi, cái thời mà kỳ thị chủng tộc nó vẫn còn gay gắt tại nước Mỹ đó, thì người ta mới dám nói câu đó. Đó là một cái câu nhục mạ cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Thì cái ngày mùng 6 tháng Giêng, ông Harry Dunn đã bị cái đám đông nổi bạo loạn đó chửi vào mặt ông rằng là một cái thứ Negro. Một cảnh sát viên khác là Daniel Hodges nói rằng thật là ngỡ ngàng và không thể hiểu nổi, bởi vì có một số người đã cầm một cái lá cờ mà tiếng Anh gọi là Thin Blue Line nè. Thưa quý vị, Thin Blue Line là một cái lá cờ, cũng là lá cờ Mỹ, có ngôi sao, có những cái sọc, nhưng mà thay vì sọc đỏ trên cái nền trắng đó, thì là những cái sọc màu xanh nhỏ trên cái nền trắng. Đó là một cái lá cờ để biểu tượng cho thấy rằng họ ủng hộ những cái nhân viên bảo vệ an ninh cho nước Mỹ, tức là ủng hộ ngành cảnh sát. Thì ông cảnh sát Daniel Hodges, ông bảo là ông bị cái đám đông nó đè xuống dưới đất, họ đánh đập ông và họ cầm cái lá cờ Thin Blue Line đó. Ông bảo ông ngỡ ngàng lắm, ông không thể hiểu nổi. Bởi vì đáng nghe những người cầm lá cờ đó thì phải bênh vực cảnh sát chứ. Tại sao mà họ chà đạp ông xuống dưới đất? Và ông tưởng là ông chết ngay lúc đó trước tòa nhà của Quốc hội. Một cảnh sát viên khác, đó là một sĩ quan tên là Michael Fanon. Ông nói rằng cái sự thật của cái ngày hôm đó là những kẻ nổi loạn đã tấn công nền dân chủ của nước Mỹ. Ông nói rằng ông đã hy sinh cái sự an toàn của ông để bảo vệ những nhà lập pháp Cộng hòa. Nhưng chính những nhà lập pháp Cộng hòa này, họ xem nhẹ hoặc là họ chối bỏ những gì đã xảy ra ngày 6 tháng Giêng. Ông cảnh sát Michael Fanon nói nguyên văn như sau. Tôi tức là ông Fanon, tôi có cảm tưởng rằng tôi đã đi vào địa ngục và sau đó sống sót từ địa ngục đó để chúng tôi bảo vệ cho những người dân biểu, trong đó có rất nhiều những người dân biểu Cộng hòa. Trong cái căn phòng của tòa nhà Quốc hội ngày hôm đó, nhưng mà rất nhiều người trong cái đám của họ đã nói với tôi rằng cái địa ngục mà tôi phải chịu đựng ngày 6 tháng Giêng không hề có. Và có một số người khác bảo rằng cái địa ngục đó có gì đâu mà ghê gớm, nó không có tệ như là ông mô tả đâu. Đó là cái lời của ông cảnh sát Fanon. Trở lại cái câu điều trần của trung sĩ Gonell. Ông Gonell nói như thế này: bất kỳ là đảng phái nào, dân chủ hay cộng hòa, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận cái ngày 6 Tây Tháng Giêng là một cuộc tấn công và một âm mưu nhằm mục đích đảo tránh kết quả của bầu cử. Attempted coup. Xin mở ngoặc ở chỗ này. Khi ông tướng không quân Mike Flynn, từng là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Donald Trump, rồi sau đó bị bắt đi tù vì cái tội là đã khai gian trước Quốc hội v.v. Sau đó ông đang được thả thì và được ông Donald Trump gọi là tha tội trước khi ông Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc. Ông Michael Flynn đã từng nói như thế này. Ông ta bảo là tại sao không bắt chước cái mô hình của bên Miến Điện, tức là quân đội đứng ra đảo tránh, lật đổ cái chế độ của bà Aung San Suu Kyi, là một chính quyền mà đã được dân chúng Miến Điện bầu lên một cách hợp pháp. Một ông cố vấn của ông Trump, từng là cố vấn của ông Trump, đã nói những câu như thế. Thì thưa quý vị, trở lại cái câu nói của ông trung sĩ Gonell, ông nói như vậy. Ông bảo là chúng tôi là ngành cảnh sát, chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi đã gọi là hy sinh cái an toàn của bản thân mình. Và chúng tôi cho những cái người mà chúng tôi bảo vệ đó một cái cơ hội rất tốt để họ có thể trở về nhà, sum họp với gia đình của họ, với vợ con của họ, cho họ một cơ hội để họ có thể trốn khỏi cái cuộc tấn công của những cái người mà đánh tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng.
Thế mà bây giờ cũng chính những người đó, tức là những người mà chúng tôi bảo vệ đó, chính người đó, họ đã quay lại tấn công chúng tôi. Và họ tấn công những cái điều mà chúng tôi đã hết sức thật tâm làm trong cái đêm mùng 6 tháng Giêng. Ông Gonel nói thật là nhục nhã. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cũng không hiếm những người của Đảng Cộng Hòa đã xem thường cái ngày mùng 6 tháng Giêng, không bao giờ nhận nó là một cái ngày bạo loạn. Và cũng đã xem thường cái sự hy sinh của những nhân viên cảnh sát bảo vệ tòa nhà Quốc hội. Tôi đưa một thí dụ. Dân biểu Andrew Clyde, Đảng Cộng Hòa từ bang Georgia, nói như thế này. Bảo rằng cái ngày mùng 6 tháng Giêng đó, nếu mà chỉ xem qua hình ảnh truyền hình thôi, mà không có những lời dẫn giải đó, thì những người xem phải thấy rằng, ôi, cái đám đông đó chẳng qua chỉ là những cái người du khách bình thường đã đi vào thăm tòa nhà Quốc hội. They look like a normal tourist visit. Là những cái người du lịch, khách du lịch bình thường vào thăm tòa nhà Quốc hội. Quý khán giả của Tự lực Bookstore, thứ lỗi cho cá nhân tôi. Khi mà tôi nghe cái ông dân biểu Andrew Klein này nói như thế và xem cái bộ mặt của ông ta ở trên truyền hình, tôi không thể nào kềm được cái sự tức giận. Bởi vì sau đó chính cái hình ảnh của ông Andrew Klein này đã phải tìm cách chạy nhảy qua một cái cửa sổ để trốn cái đám đông mà tấn công tòa nhà Quốc hội. Vậy mà ông Andrew Klein chỉ vì muốn bênh vực ông Donald Trump, chỉ vì có thể được hưởng một quyền lợi nào đó sau này, mà ông ta bẻ quạt lại. Ông ta bảo rằng cái đám đông mà tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng vừa qua chỉ là một cái đám người du lịch bình thường thôi đó. Thú thật, từ đầu óc cho tới cách hành xử và miệng lưỡi của Andrew Clyde không khác gì những cái tên cộng sản khốn nạn hiện nay còn hiện diện trên quả đất này. Ăn nói cái kiểu đó, bẻ cong sự thật đi. Thì thưa quý vị, những người như bà dân biểu Lee Cheney và ông dân biểu Adam Kinzinger đó, họ đã phải vượt qua vấn đề đảng phái. Ngày hôm qua, bà Lee Cheney và ông Adam Kinzinger nói rất rõ, cái cuộc điều tra 6 tháng Giêng này không phải là vấn đề chính trị đảng phái, mà phải vượt lên trên chính trị đảng phái, bởi vì người dân Hoa Kỳ cần biết sự thật là cái điều gì xảy ra ngày hôm đó. Ai là người có trách nhiệm về cái chuyện đó? Người nhân viên cảnh sát đã từng bảo vệ tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Washington, đó là Henry Dunn, trong cuộc điều trần ngày hôm qua nói một câu như thế này. Nếu một sát thủ được thuê và hắn ta giết chết một ai đó, thì sát thủ đó sẽ phải đi tù. Không những thế mà cái tay đứng đặt thuê tay sát thủ đó cũng phải đi tù. Ngày mùng 6 tháng Giêng đã có một cuộc tấn công trụ sở Quốc hội Liên bang Mỹ và đã được một tay sát thủ gửi những người đó đến để tấn công. Ông cảnh sát Harry Dunn kêu gọi Ủy ban 6 tháng Giêng phải điều tra đến cùng để cho biết sự thật về chuyện này. Thưa quý vị, cái câu mà chúng tôi muốn nêu lên để chúng ta cùng suy nghĩ và tìm câu trả lời là như vậy. Thành thật xuất phát từ lương tri mà nói đó, có ai trong chúng ta nghĩ rằng cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng là một chuyện bình thường không? Có ai trong chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một cái đám đông du khách bình thường vào thăm Quốc hội hay không? Và có ai còn lương tri mà dám đứng ra để bênh vực những cái kẻ bạo loạn tấn công vào cái nền dân chủ của nước Mỹ đó hay không? Đây là câu mà chúng tôi muốn hỏi các vị dân biểu nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Quý vị là những người được người dân bầu lên để đại diện cho quyền lợi của người dân. Và quý vị cũng được người dân bầu lên để bảo vệ cho nền hiến pháp, bảo vệ cho cái cơ chế Cộng Hòa tam quyền phân lập của nước Mỹ. Mà trong suốt cái vụ bạo loạn cho tới ngày hôm nay, cái ủy ban điều tra là một ủy ban cần thiết có cả hai đảng để tìm hiểu sự thật cái ngày hôm đó là gì. Mà các vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa, ngoại trừ bà Lee Cheney và ông
Adam Kinzinger, còn không có một người Cộng hòa nào muốn dính vào cái vụ điều tra này cả. Như vậy, thì quý vị bảo vệ cho ai? Quý vị bảo vệ cho hiến pháp nào? Chúng tôi xin kết luận bài bình luận ngày hôm nay bằng cách nhắc lại câu nói của bà dân biểu Liz Cheney. Nếu những người trách nhiệm ngày 6 tháng Giêng không chịu trách nhiệm đó, thì những cái biến cố kiểu như thế sẽ vẫn là một căn bệnh ung thư đối với nền Cộng hòa lập hiến của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng ngày mai. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả hai cuốn ký của nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Nhận xét về hai cuốn ký, nhà văn Phạm Xuân Đài nói rằng: đọc cuốn ký này, tôi thấy Đinh Quang Anh Thái như một người thư ký của cả một thời đại, viết phúc trình cho hôm nay và mai sau về những nhân vật mà anh quen biết. Trong mắt giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thì Đinh Quang Anh Thái từ nhỏ đã có máu giang hồ và tính dấn thân. Vì thế anh có một cuộc đời chìm nổi. Anh có dịp được gặp và thân tình với một số khuôn mặt chính trị văn nghệ của cả miền Nam lẫn miền Bắc trong cuộc chiến. Và cũng vì thế mà anh có những tin tức đặc biệt ít người có. Nhà thơ Du Tử Lê nhận xét, vì Đinh Quang Anh Thái từng neo sinh mạng mình ở những bến bờ sinh tử khác nhau, nên cuốn ký của anh đã được chào đón với nhiều tin cậy, thiện cảm giữa cảnh chợ chiều của sinh hoạt chữ nghĩa ngày một lạnh nhạt co cụm. Hai cuốn ký của nhà báo Đinh Quang Anh Thái hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, 14318 Broker Street, Garden Grove, CA 92843, USA, điện thoại 1-888-204-7749 và 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong. Thưa quý khán giả, Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 là cuộc hành trình khám phá trên chuyến tàu xuyên thời gian, xuyên không gian trải dài từ nước Mỹ đương đại ngược về vùng sa mạc Assyria đến Hy Lạp, Ba Tư, Ấn Độ cổ đại, qua những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế, ký ức về Achilles kiêu hùng và sự thức tỉnh bất ngờ từ ngai vàng vua của Á Châu. Trong cơn xoáy nhân quả của tham vọng, chiến tranh hận thù và tình yêu, bức tranh kỳ vĩ về thân phận con người hiện lên sống động với biên độ kiến thức rộng mở không giới hạn. Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong vén bức màn bí ẩn về hành trình bất tận của những linh hồn qua muôn vàn kiếp sống, sự thức tỉnh từ cõi chết để tìm ra con đường chuyển hóa nghiệp bằng cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức, con đường minh triết có thể cứu lấy thế giới đang đứng trước những biến động và hiểm họa khôn lường. Tất cả được đúc kết sâu chuỗi một cách logic với góc nhìn tổng thể giữa khoa học và tâm linh, triết học và lịch sử, các nền văn minh từ Đông sang Tây, từ cổ đại đến hiện đại. Tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 2 của Nguyên Phong hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực. Địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí là 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Thay đổi cuộc sống với nhân số học do Lê Đỗ Quỳnh Hương dịch từ bản gốc bằng tiếng Anh là cuốn The Complete Book of Numerology của tiến sĩ David Phillips. Đây là một tác phẩm mà được một số người sau khi trải nghiệm, đọc và ứng dụng cảm thấy rằng thay đổi cuộc sống của mình. Thí dụ, nhận định của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: từ khi tìm hiểu nhân số học và biết được con số chủ đạo của mình là số 3, tôi, tức là Đàm Vĩnh Hưng, thấy vừa bất ngờ vừa thú vị,
phần nói về tính cách của người có con số chủ đạo 3 quá chính xác, gần như hoàn toàn đúng với cá nhân tôi. Một người thứ hai nhận xét về thay đổi cuộc sống với nhân số học, đó là nhạc sĩ Phương Uyên. Phương Uyên viết như sau: trước đây, tôi thường oán giận tại sao mình cũng có năng lực nhưng lại không chạm đến được những điều mình mong muốn. Rồi tôi nhận ra do trước đây tôi đã đặt cái tôi của mình quá cao trong mọi việc, trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn không rút ra được bài học gì cho bản thân mình. Mãi cho đến khi biết được nhân số học, tôi có cơ hội dám nhìn lại toàn diện bức tranh cuộc đời mình. Khi ý thức được rằng mình là người có nhiều số 1 và số 7 trong biểu đồ ngày sinh, tôi bắt đầu nhìn nhận sự việc khác đi, nghiệm lại và dần dần tự điều chỉnh bản thân. Và tới bây giờ, tôi đang có một cuộc sống với năng lượng rất tích cực. Tác phẩm Thay đổi cuộc sống với nhân số học hiện đang bán tại nhà sách Tự lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, 92843. Số điện thoại miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp để quý khán giả gọi vào cho Tự lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa, là một công trình sưu tầm và biên khảo của tác giả Phạm Công Luận. Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa viết về sở thích sưu tầm các tờ báo xuân xuất bản tại Hà Nội trước năm 1954 và tại Sài Gòn từ 1954 cho đến 1975. Theo lời tác giả Phạm Công Luận, nội dung báo xuân thời tiền chiến và thời Sài Gòn trước 1975 có không khí Tết đặc biệt, văn chương thấm đẫm những tình cảm nao nức tiễn một năm cũ, chào đón một năm mới vào nhà. Tác phẩm Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa dày 333 trang với rất nhiều bìa báo xuân một thời vang bóng, tranh hí họa của các họa sĩ tài danh vẽ về Tết và rất nhiều bài báo, thơ văn từng được đăng trên các tạp chí xuân thời xa xưa trên đất nước Việt Nam chúng ta. Tác phẩm Sài Gòn Phong Vị Báo Xuân Xưa hiện đang bán tại nhà sách Tự lực. Địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, 92843. Điện thoại miễn phí 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và điện thoại để quý khán giả có thể gọi trực tiếp vào tòa soạn của Tự lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Chia tay ý thức hệ của Hà Sĩ Phu, bao gồm 3 bài tiểu luận của một trí thức sinh ra, lớn lên và được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại dứt khoát chia tay ý thức hệ cộng sản để đấu tranh cho dân chủ tự do của dân tộc Việt Nam. 3 bài tiểu luận gồm có: bài thứ nhất, dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ; bài thứ hai là đôi điều suy nghĩ của một công dân; và bài thứ ba là chia tay ý thức hệ. Thưa quý khán giả, cuối thập niên 1980, trong bối cảnh khối cộng sản Đông Âu và ngay tại cái nôi của chủ nghĩa cộng sản quốc tế bị sụp đổ là Liên Xô, thì ở Việt Nam xuất hiện lén lút bài viết với tựa đề Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ do một người viết ký tên là Hà Sĩ Phu. Lúc bây giờ tại hải ngoại, những người thao thức với tình hình Việt Nam nói với nhau rằng Hà Sĩ Phu là ai? Phải chăng cách đặt tên Hà Sĩ Phu có nghĩa là Sĩ Phu Bắc Hà, tức là Sĩ Phu của đất Bắc? Nhưng mà sau này người ta mới biết rằng Hà Sĩ Phu là bút hiệu của một người tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, hiện sống tại Đài Lạt. Ông là một người trí thức của Việt Nam. Trong những tác phẩm của ông viết, đặc biệt là tiểu luận Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, cho thấy rằng ông là người lúc nào cũng thao thức với sự sống còn của đất nước Việt Nam, và ông đã nêu lên được
những cái điểm nổi bật của một đất nước bị chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản cai trị. Tác phẩm Chia tay ý thức hệ của nhà Hà Sĩ Phu hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brooker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại miễn phí để quý khán giả gọi vào Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả sang muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com.